Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng 9PM với công nghệ tiên phong và giải pháp sáng tạo giúp tạo ra những trải nghiệm thanh toán an toàn, dễ dàng và những khoảnh khắc vô giá. Ngoài ra, chương trình còn tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Tanqueray, Johnny Walker, San Pellegrino. Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình 9PM Cháo Ba Pha Chế thuộc khuôn khổ của Flavor Việt Nam và tôi là Đức Anh hay còn gọi là Leo. Chương trình Cháo Ba Pha Chế sẽ có những cái thử thách dành cho các bạn bartender thuộc Top 20 World Class Bartender năm 2021. Và dĩ nhiên, thử thách thì cần có người bị thách. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Hello Alan, lâu quá không gặp, khỏe không em? Khỏe anh, đợi em tí. Em muốn làm gì anh đây? Phải mời nhau tí đúng không? Ô trời ơi. Cái này còn gọi là bartender handshake đúng không? Vừa vào không kịp nói gì hết, bắt tay một cái là phải uống luôn. Bắt tay một cái phải uống luôn. Thì của em đâu? Anh có của em không? Bình thường em không muốn đâu, nhưng thôi hôm nay em uống luôn. Ok, có gì để cùng với nhau xíu đi. Cheers, lâu ngày gặp lại. Quá lâu, cảm ơn em. Vẫn vui như ngày nào. Vẫn ngon như ngày nào đúng không? Vẫn vui, vẫn ngon. Sau cái thời gian mà em thi xong cuộc thi World Class Việt Nam thì em trở về công việc hàng ngày thì có gì mới mẻ không? Có gì hay ho hơn không? Như nghe nói thì cũng mới mẻ, cũng hay ho hơn thì cũng... Nó thường là nó như vậy, nhưng mà cái flow công việc bắt đầu mọi thứ nó tốt hơn. Hiện tại em chỉ đang mong đợi cuộc thi World Class tiếp theo thôi. Mong đợi cái tiếp theo hả? Trước khi chúng ta đến với lại cuộc thi World Class năm 2022, nghĩa là cái năm tiếp theo đó, cũng sớm thôi, thì anh có một cái game, một cái thử thách dành cho em. Thì cuộc thử thách đó là gọi là cuộc thánh của cái series gọi là 9PM Cháo Ba Pha Chế. Thì cái thử thách này nó đơn giản thôi, có nghĩa là bây giờ Alex anh sẽ dẫn em qua một cái quán bar bất kỳ, random thôi, bất kỳ thôi. Và cái em sẽ gặp cái bạn bartender chủ trì ở cái quán bar đó, và em sẽ làm một cái món cocktail mà em nghĩ rằng cái món cocktail đó nó đại diện cho cái quán bar đó. So good. Ôi, em thấy cái challenge sao? Okay, let's go. Chờ I'm in. Ok, đi. Giờ mình đi ngay. Đi thôi. Woo, đi anh. Let's go. Hey, long time no see, bye. Time no see, homie. Cheers. Nào, ngọn gió nào lại thổi bạn tới đây nữa đây? Ngọn gió từ phía Bắc. À, ngọn gió từ Hà Nội đúng không? Ok, ngọn gió từ Sài Gòn nha. Sài Gòn giờ không có gió cho lắm. Ok, sao hôm nay anh tới đây chơi hả? Hôm nay Alex mới nhận được cái thử thách từ 9PM là cháo ba pha chế. Không biết Leo có nhận được thử thách đây không? Tất nhiên. Anh Leo đã có nói chuyện với anh trước đó rồi. Nói chuyện với anh rồi đúng không? Ok. Vậy là hôm nay sẽ in charge cái quầy này đúng không? Đúng rồi. Ok. Let's step in đó. Welcome luôn, quá welcome luôn. Let's go. Vô bạn ơi. Qua shop. Ok, món hôm nay Alex muốn đưa tới mọi người tên là Tanqueray Cushion. Thì Tanqueray Cushion nó là một cái sự kết hợp giữa bốn yếu tố trong cái ly nước này. Thì nó sẽ có Tanqueray Notchen, đường và chanh vàng, và cộng thêm một nguyên liệu mà mẹ Alex đặc biệt mang tới nữa, đó là một sparkling sake. Tại sao là sake? Đúng rồi, thì cái món này á, nó thì nó sẽ quay lại cái tên ngay lúc đầu của nó. Thì cái tên của nó là Tanqueray Cushion. Tanqueray á, French á, có nghĩa là Pháp. Thì cái món này nó được twist bởi một cái món rất là ưa thích của Alex là món French 75. Thì Pháp á, nó là một cái nguồn gốc của Alex nữa. Thì Alex á là người lai với Pháp, thì nó là cái ý nghĩa của cái tên của chữ Pháp đó. Còn chữ Caray á thì Alex lấy nó từ cái chai Tanqueray này, Alex tách cái phần sau của nó ra. Còn chữ Cushion á, theo tiếng Nhật của nó có tên là citrus. Thì cái mối liên hệ giữa hai chai rượu này với nhau á mà Alex thấy á, nó là thì cái chai này á nó được cái nước mà để làm ra nó á,
là nó tới từ cái vùng Ochigo, một những cái nơi mà có cái nguồn nước trong sạch nhất ở Nhật Bản, và nó được trưng cất và nó được làm ra với rất là nhiều thể loại, rất là nhiều citrus trong trọng như là quýt, cam và chanh vàng nữa, cho nên là khi mà kết hợp hai đứa nó lại nó rất là hợp. Tại vì Tanqueray thì nó đã bản thân của nó là rất là tốt với citrus rồi, nhưng mà đi với hàng này nữa là 10/10 luôn. Là ok. Mời chung nha. Quá mong chờ. Cheers. Rất là lạ. Rất là lạ đúng không? Không có quá nặng, nó không có nhiều mùi cồn, dù nó có rượu nha. Nó sẽ không có quá nhiều mùi cồn, theo vào đó nó rất là mùi, rất là smooth, rất là citrus. Tại vì đó giờ mình chưa có bao giờ thử gin và sake, sparkling sake và chung với nhau. Thì thôi giờ thử liền luôn. Cái vị mình thích nhất là cái hậu vị. Hậu vị nó cứ kiểu ở mãi ở phía cuối lưỡi. Là cái mùi của Tanqueray No. 10 nó up front, cuối cùng là kết thúc bằng cái hậu vị của sake. Rất là thích, rất là lạ. Nhưng mà giờ anh em mình uống như thế này rồi thì chắc chuyển quán đi ha. Qua phá quán khác đi. Qua phá đúng không? Đúng rồi, phá khác đi. Giờ target là quán nào tiếp theo? Gần đây biết có một quán rất là nổi phải không? Rất là nổi luôn. Phải cái quán Stern. Nó. Trời. Rất là muốn qua nó gặp thép luôn. Đúng rồi, lâu rồi cũng chưa ham ăn thép. Không thì mình qua bởi mình ham ăn thép đi. Ok. Let's go. Cái quầy đó. Let's go. Cảm ơn hà mọi người tới nha. Có gì đâu, cảm ơn anh. Dạ. Đây không là vinh dự của em thôi, anh cảm ơn em chị. Người uống nước suối nha, uống okay. Suối trước nha. Thấy vị trí của Star đắc địa quá mà. Yeah. Đó, quá đẹp. Bước vô Star là bạn sẽ cảm thấy một cái không gian nó vừa cổ điển mà nó vừa hiện đại. Thì ở đây nếu mà mình nhìn sơ quá một chút vào cái nhà đồ thô là mình biết là ok. Các anh em bên này focus vào những cái nguyên liệu Việt Nam. Và chắc chắn những cái đồ hôm nay sẽ rất là special, rất đặc biệt và thiên hướng của gia vị ẩm thực của Việt Nam mình. Anh rất là thích cái quầy, cái mindset quầy ở đây chắc là có 102 Sài Gòn này luôn. Alex sao? Alex hả? Alex thì nhưng mà Alex đã nghe danh về Stir đã lâu rồi, Alex cũng đã tới đây kiểu như là một vài lần rồi. Và cái mà ấn tượng với Alex cũng như là thời điểm tới hiện tại á thì Stir theo một cái concept như là nó nhìn vô nó rất là gần như là thuần Vietnamese style luôn, như gần thuần kiểu Việt Nam luôn, như những cái bức tranh đồ này nọ. Như nhìn đây mọi người thấy có bức tranh chợ lớn luôn. Như Alex hầu như là anh nghĩ là không có quán bar trên thế giới luôn, đừng nói trong Việt Nam, trên thế giới luôn có thể làm được chuyện này đâu, cũng không ai làm được nữa. Như là một cái quán bar kiểu như là bước vô mình có cái cảm giác như kiểu là Việt Nam đồ. Alex chỉ nghĩ là chỉ có quán bar này ở đây mà họ mới làm được chuyện đó thôi. Rất là hay. Mọi người nhớ ghé ăn đồ ăn ở Star nha, dính lắm. Dính, ăn là dính luôn. Dính đồ ăn thôi, đừng dính bartender. Bartender có chủ rồi. Thì thật sự là không giống như mọi người. Thì cái vibe, cái atmosphere Stir muốn xây dựng để mang đến cho khách hàng là một cái không gian thật là ấm cúng, thật là gần gũi. Để khi mà mình bước vào á, mọi cái stress, mọi cái vướng bận về bên ngoài á, mình tạm quên nó đi. Thì mình chỉ vô đây, mình ngồi xuống và mình thả mình vô cái không gian ở đây thôi. Rồi mọi thứ. Đúng, đúng là em mới vừa quên á, bây giờ anh nhắc lại cái em nhớ lại. Mọi người cũng biết mà, giống như là người bác sĩ đi, những người bệnh nhân người ta đến tìm bác sĩ để người ta điều trị về những cái vấn đề về cơ thể vật lý của họ. Nhưng mà với anh em bartender mình á, khách hàng tới đây thì điều đầu tiên của anh em mình làm đó chính là chữa trị về các vấn đề về tâm lý của họ. Thật sự là vậy. Nói không ở đâu xa thì khách hàng họ có họ đến từ nhiều ngành nghề, nhiều tầng lớp khác nhau, nhiều cái vị trí khác nhau. Nhưng mà khi mà đến quán mình thì với một tâm thế của bartender là mình sẵn sàng phục vụ họ và mang đến cho họ những cái trải nghiệm tốt nhất để họ quên đi hết những cái mệt mỏi, những cái
cái gì bên ngoài của họ. Chỉ cần mang được cho khách hàng như vậy thì bản thân mình, ba người bartender cũng cảm thấy hạnh diện và tự hào vì đã làm được cho người khách hàng một cái điều gì đó. Hay quá anh Tên. Thế có nghe về chương trình IPM cháo bà pha chế từ anh Leo chưa? Em có nghe qua cái challenge này rồi. Thấy sao, thấy thú vị. Rất là thích thú nha. Dạ, hôm nay anh biết tụi em tới đây để làm gì đúng rồi đó, tại vì thật sự là đang set up quầy nè, đang chuẩn bị công việc mọi thứ. Tại vì mình đang chiều mà không ngờ tự nhiên anh em lên đây, quá chuyện gì vậy ta? Vui quá, không ngờ luôn. Ý bọn anh set up xong chưa? Xong rồi, giờ chơi luôn, không ngại gì hết. Bình thường tới uống rồi, hôm nay vô pha luôn nè. Vô đi. Chờ mấy đợi hoài. Ok. Có sẵn ly luôn nè. Bét luôn. Hôm nay anh sẽ pha cho hai một cái món twist từ Highball. Cũng đơn giản thôi, chỉ vào thành phần whisky thôi, nhưng mình sẽ hòa tấu thêm một chút xí một cái nguyên liệu Việt Nam mà hầu như ai cũng biết, đó là lá dứa. Lá dứa. Anh sẽ chuẩn bị nó làm banh đình xíp ở đây. Rồi để cho anh em thưởng thức. Em cảm ơn anh Trung. Cảm ơn anh Trung. Này, ủa ly anh đâu? Dạ không, mà thật sự là anh vẫn khá enjoy Johnny Walker Black on the Rock. Nó mang một cái kiểu sắc thái khác riêng khi mà mình nhâm nhi ở ngoài á. Cái gì? Thật sự ban đêm mình gắn liền với chai này khá nhiều. Ừ, chai này là xuyên suốt. Đi xuyên suốt luôn các sự nghiệp của mình. Mình vẫn nhớ đến cuộc thi World Class. À, hồi ra theo em nghĩ nha. Đối với em nha, kiểu Johnny Walker nó không ngừng gắn liền với bartender, em nghĩ nó gắn liền với nhiều nữa. Tại hồi xưa cái thời mà lúc em còn nhỏ, em hay nhìn vô mấy cái tủ rượu của ông em á, kiểu lúc nào cũng có mấy chai nhiều Red Label, Black Label trong chổng. Đúng rồi, thì thật ra người Việt Nam mình chuộng cái chai này, và những ngày Tết, những ngày lễ á thì người dân Việt Nam sử dụng chai này để biếu nhau, để tặng quà cho nhau khá rồi, là nhiều. Rồi, có chuẩn bị mua Black Label tặng quan viên hai họ chưa? Chắc có rồi chứ nhỉ? Chắc có. Rồi, chia nè. Cheers. Yeah, vì một phần chai này cũng gắn với tên tuổi sự nghiệp của mình, và nó cũng bộc lộ được cái personality của mình, thì em chắc chắn phải trong những ngày quan trọng em phải dùng chai này để em tiếp đãi khách hàng. Đã ngon quá. Đối với thép thì món này rất là đúng vị của thép luôn, nói chung là vô cái là dính liền, không nói gì nhiều thêm nữa. Hồi nãy lúc mà em uống món này á, lúc đầu là trong đầu em cứ tưởng em thấy anh làm những cái nguyên liệu, em cứ tưởng là ông này đang làm đậu hũ gừng ở ngoài đường đúng không? Khi mà em uống thì trong đầu em lần đầu tiên là em nghĩ tới món đó luôn. Vậy là nó vừa có whisky nè, nó hơi cay một tí nè, kiểu nó vừa có gừng mà nó còn vừa có thêm lá dứa nữa, nghĩa là nó vô luôn á anh. Mình uống thêm miếng nữa rồi, anh nghĩ là mình nên có một địa điểm tới tiếp theo đúng không? Thôi đừng nói nữa, nãy giờ là quán anh rồi, thôi giờ tới quán em đi. Đúng rồi, okay. Thép phải đứng ở đó để làm một cái món cho mọi người. Thì nãy giờ thấy mấy anh em cũng làm nước xong rồi cũng chia sẻ bữa này, thì cái lúc mà hai anh em bây giờ Thép rất là bất ngờ, thì trong cái sự bất ngờ đó thì Thép biết sẽ cần phải làm cái gì rồi, thì chờ đợi tới quán Alex thì Thép sẽ làm. Ok thôi, let's go à. Let's go mọi người. Bây giờ là nè. Nè, quầy đã quá. Qua nhà Alex. Ở nhà có Alex rồi. Hả? Căn nhà nhỏ xinh ta. Yeah, quá đã. Rồi, Thép ơi. Rồi, ngồi. Để lấy ly nước cho mọi người. Thấy sao? Đã. Góc này giống như vai nhà mình quá à. Cái góc này làm em nhớ mà cái vibe mà kiểu thời mà cocktail bar đang nổi lên khoảng 22 tới 25 á, cái giai đoạn mà quầy bar bắt đầu đang phát triển. Đúng rồi mọi người, thì hello mọi người, chào mọi người tới với Abon Rehab. Thì quầy Colette ở dưới đây, thì quầy Colette á là phong cách Colette ở đây hướng tới sự đơn giản nhất. Sau này Alex sẽ có thêm một quầy bar ở trên lầu nữa, nhưng mà quầy hiện tại là Alex muốn hướng tới sự đơn giản nhất. Thì nó cũng giống như bên Thép luôn, sau quầy bar mở, nhưng cái điều là trên quầy bar này nó sẽ không có một cái gì hết, nó sẽ có một cái mặt phẳng không.
Thì cái mặt phẳng này đại diện cho sự phản chiếu và cởi mở giữa bartender với người khách hàng hơn. Thì hầu như những loại cocktail ở đây đều sẽ được đi theo phương thức là batching và theo cái hơi hướng kiểu hơi hiện đại modern một tí với những người khách hàng. Thì đó là phong cách của Alex ở đây, thì nó sẽ hơi đơn giản, nó cũng không có gì nhiều đó, nhưng mà đơn giản gì thôi, nhưng ngoài ba cái gì cũng có đầy đủ hết. Ok ok, mục đích chính mình hôm nay qua đây là để challenge đúng không? Thì ok, trò chuyện cũng nhiều rồi anh Hết. Đúng rồi, giờ giờ tới lúc là mình phải on stage. Phải vô quầy đúng không? Ra đây ngồi đi. Nghỉ ngơi thôi. Giờ ra ra bữa nay làm. Hai địa điểm hồi nãy mình đi trước á, thì tới bây giờ thì Thép sẽ làm một món cocktail, sẽ phối trộn cái style của ba anh em mình lại để làm một cái gì đó mới mẻ hoàn toàn. Okay. Vừa gần gũi, vừa classic nhưng mà cũng có phần modern trong đó, và mang cái tinh thần spirit của Stir của người Việt Nam, đó chính là sử dụng những nguyên liệu local ingredient, những nguyên liệu địa phương mà mình có thể nâng tầm đẳng cấp nó lên và mang nó ra thế giới được. Ok, đấy, bây giờ Thép sẽ bắt đầu nha. Ok, thì hôm nay Thép sẽ làm món soy mix. Đầu tiên là mình sẽ có Johnny Walker Black Label. Phần tiếp theo đó là Jackfruit Cordial. Thì cái jackfruit này Thép đã hầm và nấu nó trong vòng 1 tiếng đồng hồ để lấy được hết tinh chất và cái mùi thơm của mix. Bắt đầu là mình sẽ rolling. Thì cái việc rolling này á, là mình đã gián tiếp mình add bubble vào, thì để cho cái hương vị nó lan tỏa được nhiều hơn và nó mang được cái mùi aroma, cái mùi fresh và floral. Thì đối với Thép á, có những bạn bartender họ làm highball, họ làm những món long drink, họ top soda thì họ sẽ góp thành phần vào trước và top up soda sau. Nhưng đối với Thép sẽ top up soda trước và góp thành phần vô sau. Khi mà mình top soda trước á, và mình top nguyên liệu sau, thì cái bubble, khi mà mình khuấy cái bubble nó sẽ đi lên, cái CO2 đi lên và cái liquid, cái cocktail nó sẽ đi xuống, và hai cái đó nó sẽ balance lại được với nhau và cái bubble nó sẽ không bị bay hơi đi nhiều. Thì món sơ mít thì mình sẽ đi kèm, ăn kèm với lại một lát mít sấy, và để tạo mùi thơm cho nó và để ngăn lại cái mùi quá là mạnh mẽ của mít, thì cái hoa lài này nó sẽ có tác dụng kìm hãm lại được cái mùi quá là đặc biệt của mít. Ok, Thép gửi cho chung với Alex nha. Sơ mít. Okay. Thì ở trên đây mình sẽ có lát mít sấy mình ăn kèm. Thì rồi, cái mít sấy này Thép cũng sấy luôn, tự sấy luôn. Và cái hoa lài này nó sẽ tăng cái mùi thơm khi mà mình ngửi vào cái hơi đầu á, nó sẽ giúp cho mình fresh và wow. Wow, em thèm sơ mít thiệt rồi đó. Good drink. Nice. Phải nói là nó có sự balance của tất cả mọi thứ ở bên trong luôn. Được, nó đầy đủ rồi đó. Cái hương vị, cái hương vị mà Thép muốn đưa vào trong này là cái mùi tropical fruit, nó đẩy lên kèm với mùi của whiskey black label và cái độ refreshing bubbling của soda. Nói chung là nãy giống như anh Thép nói vậy đó, nhưng mà soda nó dưới cái top luôn thì nó lại đầy đủ hơn. Đó là syringe. Tự mốt giống như mình vô dùng sầu riêng hay mình vô dùng mít đó, đừng hỏi sầu riêng mít, mình hỏi có mật ong sầu riêng với mít luôn. Rồi anh mới thấy là quán chỉ có một phong cách khác nhau rất là đúng rồi, như vậy là nó sẽ có một cái cách nhìn từ riêng những quán như vậy. Sup sao ấy 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 đi hết bao lét thì tụi em có những trải nghiệm rất là tuyệt vời và anh em có những cái khoảnh khắc rất là vui với nhau, tụi em học hỏi và trao đổi với nhau rất là nhiều về cocktail, về nghề nghiệp của mình. Hôm nay thì trong hai loại Johnny Walker Black Label với lại Tanqueray Number 10 thì tụi em xài cocktail xài cái loại rượu nào để làm cocktail? Thì em xài gì? Em thì em xài Tanqueray Number 10. Còn hai bạn? Em xài Johnny Walker Black Label. Em cũng vậy. Ok. Rồi ok, vậy thì cho anh hỏi Alex đi đó. Nếu như mà em để em chọn một cái loại trái cây hay là một loại thảo mộc nào mà em nghĩ là nó gọi là nó kết hợp phù hợp nhất, ngon nhất, xịn nhất đối với lại Tanqueray Number 10. Thì đối với em nha, Tanqueray Number 10 thì cái sự kết hợp em nghĩ là hơi hướng tinh tế mà để như kiểu mà bộc phát được cái gì ngon nhất từ hàng chai rượu đó ra đó, thì em nghĩ là chắc chắn em sẽ dùng những cái loại như kiểu citrus. Thì citrus ở đây nó sẽ bao gồm như là cam hay là chanh, giống như vậy. Những cái loại trái cây có họ chua, cam, chanh, chanh nhật, vân vân. Em nghĩ là những cái đó là những hàng nó sẽ như vậy, nó tối ưu hóa
cái món cocktail đó nhất rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vậy thì nếu mà nói về Johnny Walker thì sao? Thì tụi em sẽ nghĩ là chung và thép thì hai bạn nghĩ là cái loại trái cây hay là cái loại thảo mộc hay là bất cứ một nguyên liệu gì mà các bạn nghĩ sẽ là phù hợp với lại Johnny Walker Black Label nhất, chung trước đi. Em thì những cái trái cây mà hơi hướng nhiệt đới, tại vì mình là một quốc gia nhiệt đới, những cái đồ nhiệt đới gần gũi mình nhất là sẽ là cái nền tảng mà push cái mùi whisky Johnny Walker Black Label lên. Ồ, trái cây nhiệt đới. Thì có cái loại trái nào mà nó bùng lên trong cái suy nghĩ trong cái đầu? Ngay lập tức trong đầu em sẽ là trái dứa. Trái dứa. Trái thơm với dứa. Ok. Vậy còn thép thì sao? Đối với em thì Johnny Walker nó có một cái đặc biệt đó là mùi khói. Thì giống như ly cocktail này của em á, em tạo ra một cái hình tam giác cân. Tại vì cái Johnny Walker cái mùi khói nó ở phần này. Okay. Nhưng mà cái mít á thì cái mùi nó ở phần này thì okay. So với lại cái trái cây nhiệt đới thì mít nào đó cái mùi distinctive nhất so với những thằng kiểu như là đu đủ hay là mảng cầu hay là đó. Thì còn một cái nữa là hoa lài thì nó sẽ ở thiên hướng bên đây luôn. Thì một cái tam giác cân đều như vậy thì sẽ cho ra một cái hương vị tròn chỉnh. Okay. Tại vì cái hoa lài này một phần đó, nó quá là thơm so với cái loại hoa khác và cái mùi nó bộc lộ rất là rõ ràng. Thì khi mà mình trộn lẫn ba thành phần này thì mình sẽ tạo ra một cái shape nó hoàn chỉnh cho cái ok cốc. Như vậy thì cho anh hỏi một câu tiếp theo, một câu nữa đi, là nếu như có cái cơ hội để mà tiếp tục chúng ta chọn thêm một cái quầy bar khác nữa, ngẫu nhiên thôi, thì tụi em sẽ nghĩ là tụi em muốn là làm việc và muốn thử nghiệm trải nghiệm ở một cái quầy bar nào, Alex? Wow, hay gấp từ từ, hold down, slow down. Uống miếng đi. Có nhiều mà, có cowboy, quy, có in the mood, có đủ thứ, nhiều lắm. Theo em nha. Ở Sài Gòn đi cho nó gói. Ở Sài Gòn vậy, được chọn 2 không hay như chọn 1 thôi? Hai cũng được. Ok. Một là em chọn candy shop. Candy shop. Wow. Anh. Rồi mọi người biết candy shop có gì đúng không? Đúng. Hai á. Thì sẽ chọn chuyện kiện healing. Ok, như vậy là Alex sẽ chọn một hai cái lựa chọn có một sự giống nhau, đó là phần 13 mà nó có năng lượng, nó có sự sôi động đúng không? Và có rất là nhiều những cái chị em phụ nữ xinh đẹp đó. Ok. Anh sẽ lưu câu trả lời này và anh sẽ gửi cho cái người cần nghe. Ơi. Vậy thì chung em sẽ chọn quán bar đầu tiếp theo. Anh nhớ là lần trước thì em đã nói là muốn làm master. Thì lần này thì em đã làm master rồi, vậy thì tiếp theo em sẽ làm ở đâu? Em sẽ nghĩ là mình muốn làm ở đâu? Cái nơi em muốn, thực sự muốn làm nó sẽ là thiên hướng và cái quay của em làm việc nhiều hơn, nó sẽ là La Ba. La Ba. À, ở 52 Sịt Ba, ở Đông Du luôn đúng không? Dạ, okay, đúng rồi, okay. La Ba. Còn thép? Em thì hiện tại thì cái mô hình, cái trendy của quán bar Sài Gòn mình đang bị minimalizing, đang bị tối giản hóa và nó đi hơi hướng modern. Thì em muốn quay trở về một cái gì đó, nó hơi hướng, nó retro lại kiểu như là 419 chẳng hạn, 419 bar restaurant thì nó hơi hướng classic, nó hơi hướng Nhật Bản. À, 419, ok. Rồi, chắc là chúng ta sẽ khép lại buổi ngày hôm nay ở đây. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình IPM Cháo Bar Pha Chế thuộc khuôn khổ Flavor Việt Nam. Và tôi là Đức Anh, đại sứ thương hiệu của Diageo Việt Nam, cùng với lại Alex, với Trung và với Thép cho cái phần ngày hôm nay. Hãy cùng nhau đón xem những cái phần tiếp theo của chương trình IPM. Xin chào và tạm biệt. Chắc mình chia với nhau một cái chứ hả? Yeah. Ok, chia ha. Cheers. Một tay ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này, dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt. Cái. Ba.